Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Kênh hiện nay thì đã được là khoảng tầm 19.800 lượt đăng ký rồi. Chỉ cần 200 lượt đăng ký nữa là có thể là đạt đủ 20.000 trong cái tuần này. Rất mong cái sự ủng hộ các bác nha. Bây giờ thì là 12 giờ trưa. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại để nói cái câu chuyện về hậu pháo. Xin thưa các bác thế này. Hôm trước thì tôi cũng đã chia sẻ với các bác trong cái buổi live stream thì trong cái buổi live stream thì xin thưa với các bác rằng là hậu pháo, cái vụ hậu pháo hiện nay đã khởi tố 15 người. Và hôm nay thì thông tin chính thức được đưa ra và đã khởi tố 15 người trong cái vụ hậu pháo rồi. Và đặc biệt là xin thưa các bác có rất nhiều thông tin thú vị và tôi muốn chia sẻ với các bác trong ngày hôm nay. Hậu pháo như cái đợt khởi tố điều tra thì cũng đã nói rằng đây là chỉ là một cái công ty ở mức độ là cấp huyện, mức độ cấp huyện, nhưng mà không hiểu tại sao mà lại có thể rằng là trúng nhiều cái dự án mà lên tới nhiều chục nghìn tỷ đồng và các tập đoàn lớn cũng khó có thể mà chen chân vào được. Thế thì hiện nay Bộ Công an ngày hôm nay đã đưa ra một cụm từ rất thú vị, đó chính là cái việc mà dùng cụm từ là bóc ra một loại dạng tội phạm mới, tức là lợi dụng ảnh hưởng, nghĩa là lợi dụng cái mối quan hệ thân quen với các lãnh đạo cấp cao để mà từ đó là được trục lợi, nhận được các dự án. Thế thì dùng cái từ là lợi dụng quan hệ đối với thân quen với những người có chức vụ quyền hạn, dùng cái từ đó, lợi dụng quan hệ đối với những người có chức vụ quyền hạn. Thế nhưng có điều thế này này, xin thưa các bác thế này này, hôm nay thì Bộ Công an cũng đưa ra một số cái chi tiết, đó chính là chi phối lũng đoạn lãnh đạo của Vĩnh Phúc. Chúng ta dùng cái từ này nha, thú vị nha. Đầu tiên là một bóc ra một loại tội phạm mới là lợi dụng mối quan hệ thân quen đối với những người có chức vụ quyền hạn. Sau đó lại chi phối lũng đoạn lãnh đạo của Vĩnh Phúc là bà Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành. Thì chúng ta phải hiểu một điều thế này. Họ lợi dụng mối quan hệ thân quen với lãnh đạo, với những người có chức vụ quyền hạn. Đúng không? Chức vụ quyền hạn. Thế thì ai chả có chức vụ quyền hạn? Thế nhưng mà chức vụ quyền hạn ở đây á, lại là chi phối được cả bí thư với chủ tịch, thì phải nói rằng là căng thẳng. Đúng không? Thì chứng tỏ rằng là cái người đó nó phải có một cái chức vụ còn cao hơn cả bí thư, cao hơn cả chủ tịch, thì mới có thể rằng là lũng đoạn và chi phối được. Như vậy là bà Lan, ông Thành và một số lãnh đạo của Quảng Ngãi là có thể là bị chi phối theo cái thông báo mới nhất như ngày hôm nay. Đấy là cái chúng ta thấy rất là đặc biệt. Cái thứ hai nữa mà thông tin được đưa ra ngày hôm nay á, thì đó là chính thức là ông Đặng Trung Hoành. Các bác đừng nhầm sang Hoàng nha. Hoành với Hoàng là khác nhau đấy, chỉ khác nhau mỗi một chữ H với một chữ G thôi. G thì thành Hoàng mà H thì thành Hoành. Nên mình đọc là Đặng Trung Hoành, chứ đừng nói là Đặng Trung Hoàng thì chết dở, nhầm ra tôi thì chết. Tôi làm gì có 60 tỷ. Thông tin mới nhất á, thì Bộ Công an cũng đưa ra rằng là ông Tránh Văn phòng của huyện ủy Mang Thít Vĩnh Long thì đã nhận 60 tỷ đồng. Con số 60 tỷ này thì chúng ta cũng dâm ra là từ khá là lâu rồi. Thế nhưng hôm nay chính thức được đưa ra thì coi như là tin chuẩn đi. Là tin, gọi rằng là đưa lên báo chính thống đi. Thì 60 tỷ đồng. 60 tỷ đồng để mà làm cái việc gì đó và sử dụng cho nhiều mục đích cá nhân khác nhau. Và nhiều mục đích này thì có thể rằng là tiêu này, có thể là để xây nhà thờ này, có thể để xây nhà này, làm gì đó, tức là nhiều mục đích khác nhau. Và chỗ này thì chúng ta có thể thấy đây là một cái dạng tội phạm mới. Và ông Đặng Trung Hoành ấy thì bị một cái tội, đó là tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để mà trục lợi. Đây là một cái tội rất là đặc biệt. Cái tội này thì các bác có thể thấy trong vụ Việt Á thì cũng có hai vị bị cái tội này, tức là lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Nôm na thì xin thưa các bác một cái điều là ảnh hưởng ở đây là ảnh hưởng cái gì? Thì ở đây thì xin thưa với các bác rằng là giống như kiểu rằng là tôi có quen, đúng không? Tôi lấy ví dụ bố tôi là sếp, thì lúc này là tôi lợi dụng ảnh hưởng là tôi có ảnh hưởng với bố tôi là một người có chức vụ quyền hạn.
Và lúc này là tôi bắt đầu rằng là đi nói với cả các anh trưởng phòng, các anh bên dưới, các anh quản lý dự án là tôi có cái này, tôi có cái kia để làm. Thì đó là người ta bảo là tôi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn. Thì không chỉ là con cái, có thể là vợ, có thể là cháu chắt, tóm lại thậm chí là có thể là bạn bè thân thiết, có cái sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để sau đó là trục lợi, có thể là trục lợi. Và đây là cái mà chúng ta thấy trong cái câu chuyện. Và cái cụm từ mà ông Thành, phó C03 đưa ra trong ngày hôm nay là chỉ đạo lũng đoạn. Và đây lũng đoạn được cả bí thư với chủ tịch thì phải nói rằng là kinh hoàng. Đúng không? Và thực tế thì không phải là bóc ra một dạng tội phạm mới nữa, mà thực tế là hôm nay chúng ta mới xác nhận cái loại tội phạm mới. Bởi vì cái chuyện mà chúng ta gọi là sân trước sân sau, nó cũng đã dâm gian từ rất lâu rồi chứ không phải là mới. Dâm gian từ rất lâu rồi. Tức là chúng ta trước nay để khoảng tầm vài chục năm gần đây, khoảng tầm 10-15 năm gần đây, thì chúng ta đã có một cái nó gọi rằng là sân trao sân trước. Và thậm chí rằng là người ta có thể là chỉ mặt bằng tên là nhiều, nhiều cái mà có cái dấu hiệu là sân trước sân sau. Sân trước sân sau. Và từ đó nó tạo lên những cái công ty mà có thể nói là công ty như thanh gióng, lớn nhanh như thổi. Đây là có cái dự án này này, thế này là 20.000 tỷ này. Đó, thế thì có mối quan hệ thì bắt đầu là xông vào mà làm. Thì có nhiều kiểu như thế lắm. Xin thưa các bác như vậy. Thì từ đây là chúng ta có thể thấy cái câu chuyện là cái câu chuyện là hôm nay là xác nhận. Tức là những người đó thì có cái lợi dụng ảnh hưởng chức vụ đối với người chức vụ quyền hạn để mà từ đó trục lợi. Thì đó cũng là một cái mà chúng ta gọi rằng là sân trước sân sau. Chỉ có một cái điều thế này. Hôm nay thì xác định là anh Chánh Văn Phòng Huyện ủy Mang Thít Vĩnh Long thì là đã nhận là 60 tỷ đồng để mà cho nhiều cái mục đích khác nhau. Vậy thì một cái Chánh Văn Phòng Huyện ủy Mang Thít nó bé tí xíu như thế, chúng ta gọi là cái chức vụ là bé như hạt vừng, mà nhận một cái số tiền là đặc biệt lớn. Bởi vì hôm nay là Bộ Công an cũng chỉ đưa ra là nói rằng là ông Lê Duy Thành và bà Hoàng Thị Thúy Lan, tức là chủ tịch với bí thư, mà cũng chỉ nhận là nhiều tỷ đồng, người ta nói là nhiều tỷ đồng thôi, và đã nộp lại, và đã nộp lại. Vậy thì Chánh Văn Phòng Huyện ủy thì nói rằng là một Chánh Văn Phòng Huyện ủy Mang Thít, một cái chức vụ nó bé như cái hạt vừng như thế, thì làm thế nào để mà có thể là nhận được 60 tỷ đồng? Mà cái tội danh khởi tố là cái tội danh là lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn. Thì chúng ta cũng tự hỏi mấy câu hỏi như sau. Thứ nhất là anh lợi dụng ảnh hưởng với ai? Tức là anh có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo nào để mà có ảnh hưởng đối với lãnh đạo đó? Đấy là cái thứ nhất. Và cái câu hỏi thứ hai rằng là cái lãnh đạo đó có biết cái việc này hay không? Đúng không? Nếu không biết thì thường thường khi truy tố cái tội này á, người ta cũng xác định rằng là cái lãnh đạo đó là không biết. Chứ còn nếu biết thì có lẽ rằng là hoặc là có động cơ trục lợi. Thì nếu biết thì người ta có thể gọi là đồng phạm. Còn nếu như mà hoặc là nhận cái lợi trong đó thì có thể nói rằng là tham gia vào quá trình và thậm chí là bị cái tội đó, lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc là tội nhận hối lộ. Nhưng ở đây khi mà khởi tố cái anh Đặng Trung Hoành thì có lẽ người ta mặc định rằng là không biết, là người này là không biết đến cái việc làm đó của cái người mà có ảnh hưởng với mình, cho nên có thể họ không bị truy tố. Thế nhưng mà thật sự một cái vụ án tại Vĩnh Phúc, một cái vụ án tại Quảng Ngãi, thế nhưng một người ở tận Mang Thít Vĩnh Long, một cái nơi rất xa, lại có được cái sự ảnh hưởng như thế thì chúng ta phải thật sự suy nghĩ. Hôm nay là 26 tháng 3, là ngày lập đoàn, thì buồn cười nhất là hôm nay có một luật sư đăng một câu hỏi, đó là ví dụ bà Hoàng Thị Thúy Lan, ví dụ như là ông Võ Văn Thưởng, hay là ví dụ như là ông Trần Đức Quận, hay là một số người khác thì có điểm gì? Thì nó có một cái điểm chung, đó là đoàn, đúng không? Điểm chung là đều trưởng thành từ đoàn. Thế nhưng đấy là cái chuyện ấy thôi. Và rất là trùng hợp khi mà chủ tịch nước mà vừa bị miễn nhiệm với những cái lời lẽ có thể nói là căng thẳng, là vi phạm những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, rồi vân vân.
thì cũng quê ở Mang Thít, Vĩnh Long. Người ta cũng đang đồn đoán nhiều về cái mối quan hệ này. Nhưng mà có lẽ trong vụ án này thì trách nhiệm thuộc về anh Đặng Trung Hoành kia mà thôi, cũng giống như vụ Việt Á, đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.